nguyện thề luôn bên nhau mãi. Dù thời gian trôi qua vẫn luôn bên người, dù ngày tháng phôi pha ta vẫn không cách rời. Bên nhau suốt đời, cùng xây giấc mơ chung đôi. Hãy bên em thật gần nhé anh, để cảm nhận những yêu thương từ trong trái tim này dành hết cho người. Hãy trao em nụ hôn đắm say ngọt ngào như phút giây ban đầu. Ngày nắng xanh ngời, nguyện ước dành hết cho người. Hãy trao em nụ hôn đắm say ngọt ngào như phút giây ban đầu. Ngày nắng xanh ngời, nguyện ước có nhau. Gió đánh cành chanh, gió đánh cành chanh, gió đập cành chanh, gió đập cành chanh. Bạn bè vui lễ cưới kết anh cùng nàng. Gió đánh cành ban, gió đập cành ban. Tớ hồng sao khéo núng duyên nàng gặp anh. Gió đánh cành chanh, gió đánh cành chanh, gió đập cành chanh, gió đập cành chanh. Thỏa lòng em mong ước lấy anh làm chồng. Gió đánh cành hồng, gió đập cành hồng. Anh mừng vui duyên mới làm chồng của em. Ơ tinh tang tang tình, tinh tang mỗi ba cành chanh, gió đánh cành chanh, gió đập cành chanh, gió đập cành chanh. Bạn bè vui lễ cưới kết anh cùng nàng. Gió đánh cành ban, gió đập cành ban. Tơ hồng sao khéo nối duyên nàng gặp anh. Gió đánh cành chanh, gió đánh cành chanh, gió đập cành chanh, gió đập cành chanh. Thỏa lòng em mong ước lấy anh làm chồng. Gió đánh cành hồng, gió đập cành hồng. Anh mừng vui duyên mới làm chồng của em.
cành chanh. Cô sao đi bên anh thật vui sao? Những chiếc lá trên cao đang tung bay như đón chào. Cầm tay cô em và anh nói hãy đi bên anh đến trọn đời. Anh biết không em đã vui thật vui. Em hôm nay là cô dâu, không ai vui bằng em đâu. Ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày. Của em là anh đó sẽ không ai thay thế được người. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy che thơ. Mộng mơ của em chẳng to lắng, được ngồi bên anh vào mộng tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay làm cô dâu của anh đó, mình cùng hứa ngày mai sau sẽ không rời xa nhau. Dù cuộc sống này thế nào, bên nhau dấu cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Chiếc lá trên cao đang tung bay như đón chào. Cầm tay của em và anh nói hãy đi bên anh đến trọn đời. Anh biết không em đã vui thật vui. Em hôm nay là cô dâu, không ai vui bằng em đâu. Ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày. Tình yêu của em là anh đó sẽ không ai thay thế được người. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy che thơ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay em thật hạnh phúc được làm cô dâu của anh đó, mình cùng hứa ngày mai sau sẽ không rời xa nhau. Dù cuộc sống này thế nào, bên nhau dẫu cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay là thật hạnh phúc, làm cuộc sống của anh đó. Ngày mai sau sẽ không rời xa nhau. Dù cuộc sống này thế nào, biết bao giờ cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Dù cuộc sống này thế nào, bên nhau dẫu cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Na 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 na. Nụ cười của em đẹp tươi như đóa hoa xuân ngời. Nụ cười
cười từ sương mai nhẹ nhàng rơi xuống khu vườn xinh, mái tóc bay mong manh như làn mây trời, tiếng nói ô dịu dàng cho anh ngất ngây. Một ngày trời sang đông mà lòng vẫn ấm trên môi hồng, một ngày ngồi đời mong ngọt ngào em đến trong lời ca, ánh mắt em rạng ngời như là sao trời, tiếng hát say lòng người say trong giấc mơ. Na 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 na. Em như là mây như là gió đến trong tình anh mênh mông, em như là hương như là hoa ngát xanh đời anh bao la. Theo duyên tình ta trên đường xa có muôn lời ca vang vang, đôi tim bừng lên một câu hát đắm say duyên tình nồng nàn. Xuân ơi, nụ cười từ sương mai nhẹ nhàng rơi xuống khu vườn xinh, mái tóc bay mong manh như làn mây trời, tiếng nói ô dịu dàng cho anh ngất ngây. Một ngày trời sang đông mà lòng vẫn ấm trên môi hồng, một ngày ngồi đời mong ngọt ngào em đến trong lời ca, ánh mắt em rạng ngời như là sao trời, tiếng hát say lòng người say trong giấc mơ. Na 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 na. Em như là mây như là gió đến trong tình anh mênh mông, em như là hương như là hoa ngát xanh đời anh bao la. Theo duyên tình ta trên đường xa có muôn lời ca vang vang, đôi tim bừng lên một câu hát đắm say duyên tình. Chào mừng quan viên hai họ, xin hân hoan chào đón quý vị quan khách cùng bạn bè thân hữu gần xa. Lời nói đầu tiên cho phép Tấn Nghiệm thay mặt ban tổ chức thay lời cho gia đình gửi đến quý thân tộc nội ngoại hai bên cùng quý vị quan khách gần xa lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành. Và giờ đây cho phép Tấn Nghiệm thay mặt ban tổ chức tiến hành nghi thức lễ vu quy cho cô dâu Kim Ngân sánh duyên cùng chú rể Chí Cương. Kính thưa quý vị, theo quy luật của tạo hóa thì chắc có lẽ mỗi người chúng ta hiện diện nơi đây ai cũng biết rằng chim có tổ, người có tông, cây có cội, nước có nguồn, trời đất có âm dương, đạo người có chồng vợ. Và Kim Ngân và Chí Cương chúng ta không nằm ngoài những quy luật ấy, đôi bạn đã quen biết, tìm hiểu rồi yêu thương nhau. Đến ngày hôm nay họ cảm thấy rằng họ không thể thiếu nhau trong cuộc sống. Như trầu không thể thiếu câu, hai ta không thể thiếu nhau một ngày. Và cũng như bao nhiêu tình yêu đôi lứa khác, họ đã mong ước một điều, đó là được một ngày chung sống bên nhau trọn đời. Kính thưa quý vị, hôm nay ngày 18 tháng 5 2019, nhằm ngày 14 tháng 4 năm Kỷ Hợi, ngày mà sợi chỉ thấm của ông Tơ Bà Nguyệt cũng đã xe kết hai trái tim của Kim Ngân và Chí Cương, sánh vai đôi lứa vợ chồng. Vợ chồng là dấu ấn đầu đời mà đôi bạn không thể phôi phai. Và chính ngày hôm nay được sự tác hợp của cha mẹ hai bên gia đình, hai thân tộc và đã được pháp luật công nhận, ước mơ hạnh phúc của Kim Ngân và Chí Cương chúng ta đã trở thành hiện thực. Thưa quý vị, ngay bây giờ đây không để quý vị chờ đợi lâu, tất cả chúng ta cùng hướng nhìn ra cổng hoa, dành một tràng pháo tay nồng nhiệt chúc mừng và chào đón cô dâu Kim Ngân, chú rể Chí Cương. Quan viên hay họ, quý vị quan khách gần xa kính mến, những gì mà Kim Ngân và Chí Cương của chúng ta có được ngày hôm nay, không sao quên được những cây cao bóng cả, những người sanh thành ra, những người con ưu tú đang hiện diện trước mắt chúng ta ngày hôm nay. Trân trọng kính giới thiệu và trân trọng kính mời ba mẹ của cô dâu ông bà Nguyễn Hữu Thành, trân trọng kính giới thiệu và trân trọng kính mời ba mẹ của chú rể ông bà Trần Văn Minh. Xin một tràng pháo tay nồng nhiệt để cùng chào đón tứ thân phụ mẫu của cô dâu và chú rể. Xin được trân trọng kính mời. Về phần đại diện của hai bên gia đình điều hôm nay thật là trùng hợp, hai bác là điều thứ hai. Xin mời bác hai vì đại diện họ nhà gái, vì đại diện họ nhà trai vô chú rể có đôi lời phát biểu trong tiệc cưới ngày hôm nay. Xin trân trọng và kính giới thiệu và trân trọng kính mời hai bác.
Kim Ngân và Chí Cương diễn ra được trang trọng hơn để biết ơn quý vị đến từ nhiều quê hương, nhiều cơ quan hiện diện tại Tư Gia chung vui với gia đình. Giờ đây xin được trân trọng kính mời quý vị cùng hướng nhìn lên trung tâm hôn trường cho cô dâu chú rể. Hai bên gia đình xin phép nghiêng mình chào quý vị lời chào trân trọng nhất. Thưa quý vị, chắc có lẽ mỗi người chúng ta hiện diện ở đây cũng biết rằng mỗi bậc cha mẹ sanh con ra ai cũng muốn cho con nên người, và nhất là con gái mong muốn sao cho con luôn hạnh phúc bên người chồng yêu dấu và trong yêu thương bảo bọc của gia đình. Ngày hôm nay gia đình ông bà Nguyễn Hữu Thành rất là vui mừng và yên tâm tổ chức lễ vu quy tại Tư Gia để mời quý thân tộc nội ngoại hai bên gia đình cũng như quý vị quan khách gần xa đến cùng chung vui để mai đây ông bà gả con gái của mình về làm dâu của ông bà Trần Văn Minh và làm vợ chú rể Chí Cương, hòa chung niềm vui trong ngày hạnh phúc. Xin được thay mặt ban tổ chức trân trọng kính mời bác hai vị đại diện bên họ nhà gái sẽ có đôi lời cảm ơn đến với quý vị. Xin được trân trọng kính mời vị đại diện họ nhà gái. Kính thưa cô bác lớn quý tộc ở bên chủ giá như bên chủ hôn, kính thưa quý vị quan khách, hôm nay quý vị quan khách đã nhìn anh đây thấy gia đình đang tổ chức một lễ thành hôn rất trang nghiêm và long trọng như thế này. Đây là phải nói đến qua một quá trình của hai cháu Ngân và Cương. Hai cháu đã có một sự tìm hiểu đến nay, được sự chấp thuận của hai gia đình và chính quyền địa phương. Hôm nay gia đình đã chọn ngày hôm nay là ngày 18 tháng 4 năm 2019 nhằm ngày 14 tháng 5 năm Kỷ Hợi. Hôm nay gia đình được rất vinh dự đón tiếp quý cô bác ở gần xa dính chút thời gian về đây, ngay từ giờ này đã hướng mắt về sân khấu, đã chúc phúc cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc. Tôi xin thay mặt cho gia đình nhà gái không biết lấy gì hơn, xin chân thành cảm ơn hai cô bác lưỡng quý tộc, cô bên trai và bên gái cũng như cô bác gần xa. Sau cùng không có gì hơn, sau khi buổi lễ thành hôn đã tuyên bố xong thì mời hai gia đình bên trai và bên gái cùng quý dân khách đã dùng một bữa tiệc thân mật gia đình. Và sau cùng không có gì hơn, xin kính chúc quý hai họ và cô bác được trăm năm, được gia đình được hạnh phúc bình yên. Xin trân trọng cảm ơn. Thưa quý vị, vừa rồi là những lời của bên họ nhà gái. Xin được mời vị đại diện họ nhà trai. Trước hết tôi xin đại diện cho họ nhà trai xin gửi đến quý thân tộc của họ nhà gái cùng toàn thể hôn trường lời chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt nhất. Vâng, kính thưa quý thân tộc họ nhà gái cùng toàn thể quan khách, hôm nay là ngày lành tháng tốt mà ông bà chủ hôn cùng quý thân tộc của họ nhà gái đã chọn và làm lễ vu quy cho hai cháu. Trước hết, gia đình thân tộc của họ nhà trai chúng tôi được sự lời mời của thân tộc họ nhà gái cũng như ông bà chủ hôn, hôm nay chúng tôi về nơi đây để cùng chung vui niềm hạnh phúc với ông bà chủ hôn cùng thân tộc họ nhà gái cho hai cháu. Vâng, nói gì thì nói thì ông đại diện của thân tộc họ nhà trai cũng đã nói hết rồi. Vâng, chúng tôi cũng xin được hết lòng cảm ơn sự tiếp đón của quý thân tộc của họ nhà gái tiếp đón quý thân tộc của họ nhà trai chúng tôi trong ngày hôm nay được mọi sự vui vẻ. Chúng tôi cũng xin được hết lòng cảm ơn. Thưa quý vị, vừa rồi những lời rất chân thành của hai vị đại diện. Xin thay lời cho hai bên gia đình trân trọng cảm ơn hai vị đại diện. Xin mời hai vị đại diện bắt tay nhau. Kính chúc hai vị đại diện dồi dào sức khỏe, trân trọng cảm ơn. Thưa quý vị, và giờ đây chú rể cô dâu sẽ tiến đến bàn nghi thức. Đầu tiên sẽ chia những chiếc bánh ngọt ngào như tình yêu của đôi bạn, và sau đó rót rượu và champagne để mừng ngày vu quy. Xin mời hai bạn chúng ta cùng tiến đến bàn nghi thức. Các bạn cười thật tươi, camera chụp hình để ghi lại những hình ảnh tốt đẹp nhất trong cuộc đời của hai bạn.
vâng, kính thưa quý vị, ngày cưới vui mừng lắm thiết tha, tình yêu đôi lứa quý như hoa, bao la biển rộng ghi tên mẹ, cao cả thái sơn tạc nghĩa cha. Để biết ơn công ơn sanh thành và ngày ngày mai lấy chồng Tăng Hải, Tăng Thành. Hãy cho ba mẹ xin cảm ơn ba mẹ đã sinh con ra, nuôi con không lớn giờ đây. Đứng ngồi thật đầy quý vị ơi, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng nào, cùng nâng ly lên, 1, 2, 3. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều và thay mặt những người hiện diện ở đây chúc quý tình con gia của hai bên gia đình mãi mãi bền chặt. Rồi hai em cầm tay phải đứng đối diện nhau, bắt chéo tay nhau uống ly rượu giao bôi, rồi cầm tay phải đứng đối diện, rồi còn đứng đối diện tay cô dâu ôm em xuống đây. Chúc mừng
sao anh như em thế này. Trên trời anh không biết cuộc đời mãi ra sao, dù xa lâu dù xa sao thì anh vẫn luôn có một người luôn bên cạnh anh mãi thôi. Anh không biết yêu em sao cho vừa, anh không biết ngọt nhau hay chẳng sao. Tình yêu anh dù không mấy lần nhưng lòng anh biết ý nghĩa cuộc đời này là khi có em. Và em ơi, điều anh biết là mỗi khi em cười là bao nhiêu phiền lo trong đời biến tan. Và em ơi, điều anh biết là nỗi nhớ tới bời lúc em rời xa chốn đây em giận anh. Và em ơi, điều anh biết là lắm khi đau lòng vì anh vô tình cho em buồn xót xa. Và em ơi, điều anh biết là không cần câu hứa đã yêu hôm nay yêu nhiều hơn lúc xưa. Anh trông thấy bao bông hoa trên đời, anh không thấy người nào xinh hơn em. Vì anh yêu trọn đôi mắt này, yêu trọn tâm trí, chỉ xin một đời này được che chở em. Sao trên trời anh không biết cuộc đời mãi xa sao, dù xa lâu dù ra sao thì anh vẫn luôn có một người luôn bên cạnh anh mãi thôi. Anh không biết yêu em sao cho vừa, anh không biết ngọt ngào hay chẳng sao. Tình yêu anh dù không mấy lần nhưng lòng anh biết ý nghĩa cuộc đời này là khi có em. Và em ơi, điều anh biết là mỗi khi em cười là bao nhiêu phiền lo trong đời biến tan. Và em ơi, điều anh biết là nỗi nhớ tới bời lúc em rời xa chốn đây em giận anh. Và em ơi, điều anh biết là lắm khi đau lòng vì anh vô tình cho em buồn xót xa.
điều anh biết là mỗi khi em cười là bao nhiêu phiền lo trong đời biến tan. Và em ơi, điều anh biết là nỗi nhớ tới bời lúc em rời xa chốn đây em giận anh. Và em ơi, điều anh biết là lắm khi đau lòng vì anh vô tình cho em buồn xót xa. Và em ơi, điều anh biết là không cần câu hứa đã yêu hôm nay yêu nhiều hơn lúc xưa. Anh trông thấy bao bông hoa trên đời, anh không thấy người nào xinh hơn em. Vì anh yêu trọn đôi mắt này, yêu trọn tâm trí, chỉ xin một đời này được che chở em. Còn bà là người nhận đỡ đầu cho người dự tòng này. Trước mặt Thiên Chúa, bà có thấy người dự tòng này xứng đáng lãnh nhận bí tích đại tâm không? Xứng đáng. Này, vậy bà có sẵn sàng dùng lời nói và gương sáng của mình để tiếp tục giúp đỡ người này sống đức tin và phụng sự Chúa không?
Lạy Chúa là Cha nhân từ, chúng con cảm tạ Chúa đã cho tôi tới Chúa đây đi tìm kiếm Chúa và được Chúa kêu mời bằng nhiều cách. Hôm nay trước mặt hội thánh, người này đáp lại tiếng Chúa kêu mời. Vậy xin Chúa đoái thương ban cho người này lời hân hoan thấy Chúa hoàn tất ý định yêu thương của Chúa. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin mời chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã sai con của Chúa đến giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và sự chết. Xin thương ghé mắt nhân từ nhìn đến chúng con lặng lẽ tội lỗi và ban cho chúng con sức mạnh để lướt thăng cạn bẫy thế gian và chỉ sống cho một mình Chúa. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Cứu thế ban sức mạnh của người chồng con để biểu hiện ơn ấy. Cha xin dầu có lỗi cho con trong có một Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đấng thành sống và hiện trị muôn đời. Amen. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy xin Thiên Chúa là Cha toàn năng thương đến tôi nữa. Chúa đang xin lãnh nhận bí tích thanh tẩy, chính người kêu gọi và dẫn đưa tôi nữa Chúa đến đây. Xin người ban ánh sáng và sức mạnh để tôi tới Chúa nhiệt tâm gắn bó với Chúa Kitô và tuyên xưng đức tin công giáo. Xin người cũng ban thành thần để đổi mới tôi tới Chúa, vì chính thành thần là đấng mà chúng ta tha thiết thần này xuống thánh hóa nước này. Lạy Chúa là Cha chi thanh từ mảnh ương thanh tẩy, Chúa đã cho sự sống mới của con Chúa tuôn trào lên trong chúng con. Chúng con xin chung cùng Chúa bởi nước và thánh thần, xin Chúa đoái thương quy tụ thành một dân riêng tất cả những ai đã chịu thanh tẩy trong con Chúa là Đức Giêsu Kitô. Chúng con xin chung cùng Chúa, Chúa ban thánh thần của tình yêu vào lòng chúng con để người giải thoát, ban bình an và biến đổi chúng con nên sư giá tin mừng của Chúa. Chúng con xin chung tùng Chúa, lạy Chúa, Chúa đã gọi tôi tới Chúa nên lành ơn tai sinh đức trong đức tin của hội thánh. Xin vái thương chúc lành cho nước này để thanh thầy tôi tư của Chúa để họ được sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em thân mến, cùng với người dự phòng, chúng ta tuyên xưng đức tin của bí tích thánh thầy mà tất cả chúng ta đã lãnh nhận. Để sống trong tự do của con cái Thiên Chúa, anh chị em có từ bỏ tội lỗi không? Để khỏi làm nô lệ tội lỗi, anh chị em có từ bỏ những quyến rũ bất chính không? Anh chị em có từ bỏ ma quỷ là kẻ gây ra và cầm đầu tội lỗi không? Anh chị em có tin tình Thiên Chúa là Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất không? Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô con của Thiên Chúa Chúa chúng ta, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria đã chịu khổ hình và mai táng, đã sống lại từ cõi chết và đang ngự bên hữu Chúa Cha không? Anh chị em có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công Giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vinh cửu không? Teresa, Cha của con, nhân dân Cha và con và Thánh Thần. Nước và Chúa Thánh Thần, chính người sức dầu cứu độ cho con để sau khi nhập đoàn với dân người, con mãi mãi làm chi thể của Đức Kitô là tư tế tiên tri và ương tế đến cõi sống đời đời. Amen. Vậy con hãy nhận lấy chiếc áo trắng này và mang lấy và giữ nó tinh tuyền cho đến khi ra trước tòa Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta để con được sống muôn đời. Amen. Con hãy luôn luôn sống như con cái sự sáng để và bền vững trong đức tin để khi Chúa đến con xứng đáng ra nghênh đón người với toàn thể các thánh trên trời. Amen. Giờ đây là bằng ý tích thêm sức, con đã được tái sinh trong Chúa Kitô, được trở nên chi thể và thành phần dân tư tế của người.
giờ đây con còn phải lãnh nhận Chúa Thánh Thần đã ngự xuống tràn đầy trên chúng tôi. Chúa đã ban Thánh Thần cho các tông đồ ngày lễ ngũ tuần, chính các tông đồ và những đấng kế vị lại ban cho những người đã chịu thánh tẩy. Vậy con cũng lãnh nhận sức mạnh Chúa Thánh Thần mà Thiên Chúa đã hứa ban, để nhờ đó một khi trở nên giống Chúa Kitô hơn, con làm chứng về cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa và trở thành chi thể hoạt động của Hội Thánh, hầu xây dựng nghiệp thể Chúa Kitô trong đức tin và đức mến. Còn anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa Cha toàn năng đoái thương ban tràn đầy Chúa Thánh Thần xuống trên người tân tòng này, để Chúa Thánh Thần dùng ân huệ dồi dào của người làm cho người tân tòng này nên vững mạnh và được sức giàu để nên giống Chúa Kitô con. Thiên Hoàng năng là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, Chúa đã tái sinh tôi tớ Chúa đây bởi nước và Thánh Thần. Khi giải qua khó khói mọi tội lỗi thì lạy Chúa, xin ban Chúa Thánh Thần đấng an ủi đến trong người này, xin ban cho người này thần trí khôn ngoan và thông hiểu, thần trí lo liệu và sức mạnh, thần trí suy biết và đạo đức, xin ban cho người này ơn kính sợ Chúa, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Teresa, con hãy lãnh nhận ân tín ơn Chúa Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng con. Giờ đây chúng ta cùng hiểu cam kết này, đôi bạn trẻ này sẽ trở nên một gia đình mới, trở thành vợ chồng của nhau. Trong thánh lễ chúng ta hiện ý cầu nguyện các đặc biệt, xin ơn Chúa xuống trên đôi bạn trẻ này để mãi mãi cái mối tình mà Chúa đã liên kết cho đôi bạn trẻ này được luôn luôn đơm bơm kết trái, trổ sinh hoa trái hạnh phúc yêu thương. Cuộc diễn đến đây sơ sơ
lục và các tiên tri. Nhưng thủ lãnh nhà họ Đường sai người đến nói với các ngài rằng: hỡi anh em, nếu ai trong anh em có lời khuyên bảo dân chúng, xin hãy nói thâu lô đứng lên, cho tay ra hiệu cho mọi người yên lặng và nói: hỏi người Israel và những kẻ kính sợ Thiên Chúa, hãy nghe đây. Thiên Chúa Giang Israel đã chọn tổ phụ chúng ta, người đã thăng tiến dân người khi họ còn tu tục ngủ trong nước Ai Cập, và người ra tay mạnh mẽ đưa cha ông chúng ta khỏi nước ấy. Trong thời gian 40 năm, người chịu đựng nói xấu họ trong hoang địa, người đã cho họ chiếm đất của các dân tộc ấy trong 50 năm, và sau đó người ban cho họ các thẩm phán đến tiên tri Samuel. Kể đó họ xin một nhà vua và Thiên Chúa cho Saul con ông Kiếp thuộc chi họ, với Amin cai trị họ 40 năm. Sau khi loại bỏ Saul, Chúa đã đặt David lên làm vua dân người để chứng nhận điều đó. Chính người đã phán: ta đã đặt được David con của Giê-sê, người vừa ý ta, người sẽ thi hành mọi ý muốn của ta. Bởi dòng dõi David theo lời Chúa, Thiên Chúa ban cho Israel Đức Giê-xu làm đấng cứu độ. Đất mà Giang đã báo trước khi người đến, rao giảng phép rửa thúc hối cho toàn dân Israel. Khi Giang hoàn tất hành trình, ngài tuyên bố: tôi không phải là người mà anh em lầm tưởng, nhưng đây người sẽ đến sau tôi, mà tôi không đáng cởi dây giày dưới chân người. Đó là lời Chúa. Bài đọc 2, bài trích sách Khải Huyền. Tôi là Gioan đã thấy trời mới và đất mới, vì trời cũ và đất cũ đã qua đi và biển cũng không còn nữa. Và tôi là Gioan đã thấy thành thánh Jerusalem mới, từ trời xuống, từ nơi Thiên Chúa, từ chỉnh như tân lương được tân trang điểm cho tân lang của mình. Và tôi nghe có tiếng lớn từ hai vàng phán ra: đây là Thiên Chúa ở với loài người, và chính Thiên Chúa sẽ ở với họ. Người sẽ lau khô mọi giọt lệ ở mắt họ, sự chết chóc sẽ không còn nữa, cũng không còn than khóc, không còn kêu la, không còn đau khổ, bởi vì các việc cũ đã qua đi. Và đấng ngự trên ngai vàng đã phán rằng: này đây, ta đổi mới mọi sự. Đó là lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc, Chúa Giêsu liền phán: bây giờ Con Người được vinh hiển và Thiên Chúa được vinh hiển nơi người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi người, thì Thiên Chúa lại cho người được vinh hiển nơi chính mình, và Thiên Chúa sẽ cho người được vinh hiển. Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa thôi. Thầy ban cho các con điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con, thì các con cũng hãy yêu thương nhau. Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là nếu các con yêu thương nhau. Đó là lời Chúa. Và Teresa Nguyễn Thị Kim Ngân, chúng con rất thân mến, chúng con cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của chúng con được Chúa củng cố bằng một dấu ấn tinh thánh. Trước mặt người tác viên của Hội Thánh và Cộng đoàn, Đức Kitô giang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu vô cùng của chúng con, và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho chúng con nên phong phú và vững mạnh, để chúng con mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân, như chính người đã dùng bí tích thanh tẩy mà thánh hiến chúng con. Bởi vậy, trước mặt Hội Thánh, cha hỏi các con về ý định của các con là chúng con đến đây để kết hôn với nhau, chúng con có bị ép buộc không? Không. Và tự cho không? Không.
khi chọn đời sống hôn nhân, chúng con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Chúng con có sẵn sàng yêu thương đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Vậy bởi vì chúng con đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, chúng con hãy nắm tay nhau và nói lên sự tương thuận của chúng con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Và xin Chúa tôn đổ phúc lành của Ngài trên chúng con. Sự gì mà Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Amen. Nào ta chung tùng Chúa. Xin Chúa ban phép lành cho những chiếc nhẫn này mà chúng con sắp trao cho nhau, làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy. Mời chúng ta hàng con quay xuống tiếp cộng đoàn. Xin cộng đoàn chúng ta cùng cho một tràng pháo tay chúc mừng cho đôi bạn trẻ. Chúng ta vừa chứng kiến đôi bạn trẻ này họ nói lên cái lời cam kết nhận nhau làm vợ làm chồng, và giây phút này đôi bạn trẻ trở chính thức trở nên vợ chồng của nhau, trở thành một gia đình mới. Tất cả bằng tình yêu thương chúng ta tiếp tục nhịp dâng thánh lễ để cầu nguyện cho đôi bạn trẻ xin tình yêu Chúa tiếp tục đóng ấn và đồng hành trong cái đời sống của đôi bạn trẻ, để đôi bạn trẻ mãi mãi sống trọn vẹn điều mà đôi bạn trẻ được cam kết. Cùng với cộng đoàn và cùng với hai họ, cha cầu chúc chúng con mãi mãi sống trọn vẹn yêu thương nhau theo lời mà chúng con vừa cam kết vừa bày tỏ. Và cha muốn mượn lại lời của Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Côrintô như bằng cái chìa khóa để muốn nhắc nhở chúng con hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hòa, nhân đại, chiêu đứng lẫn nhau và hãy tha thứ cho nhau. Nha, trên hết mọi sự hãy có đức yêu thương. Tất cả những tâm tình ấy mong chúng con luôn khắc cố ghi tâm và để ý sống trong cái đời sống của chúng con. Và nếu chúng con để ý sống đời sống con chắc chắn tin tưởng một điều, chúng con sẽ sống trọn vẹn cái hôn nhân mà hôm nay chúng ta con đang cùng nhau tự hành. Tôi sẽ thực hiện trong thánh lễ này một cuộc trao đổi tỷ diệu là làm cho bánh và rượu chúng con dâng tiên trở nên mình và máu thánh Đức Kitô để chúng con được thông phần thiên tinh của Chúa. Xin cho chúng con biết ăn ở thế nào cho phù hợp với chân lý chúng con tin nhận. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính anh phải đau và đem lại ơn câu đồ cho chúng con. Người
không ngừng hiến thân vì chúng con và luôn làm trang sư bênh vực chúng con chư hòa chúa. Người đã bị sát tên mà không còn chết nữa, dù đã bị giết mà vẫn sống luôn mãi. Vì thế với niềm hân hoan chư chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp biên tàu đều nhân vật cùng với các dung thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang chúa thần là của mọi sự thanh thiên. Vì thế chúng con lại xin chúa dùng ơn thánh thần chúa thanh qua những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu đức Giêsu Kitô chúa chúng con khi từ nguyên nộp mình chiêu vô hình ngày cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thương tay sau vừa ăn tôi người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói tất cả các con hãy nhận lấy mà uống vì này là chén máu thầy máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Mà Chúa đã dâng đưa nơi này thành hôn nhờ ơn Chúa, xin cho anh chị được về vương trong tình yêu thương nhau và được sống bình an. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần nên muôn đời. Thánh thần của Chúa từ trên cao độ trong tâm hồn anh chị để khi vui hướng sự trao hiến cho nhau trong hôn nhân anh chị biết dùng con cái điểm tô cho gia đình và làm cho hội thánh hướng lên phong phú. Lạy Chúa xin cho anh chị biết lời khen Chúa khi vui tìm đến Chúa lúc buồn khi lao nhọc được vui mừng vì có Chúa hiện diện phù trì lúc ngặt nghèo cảm thấy Chúa gần bên xoa dịu. Xin cho anh chị biết cầu nguyện nơi công đoàn thanh thiên và làm chứng cho Chúa nơi trần gian để sau khi được cùng với đông đảo bạn bè bao quanh quê hương tuổi già diêm phúc anh chị được đạt tới nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bình an của Chúa hẳn ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
We'll be right back.
rộn ràng hạnh phúc đang tràn dân, nồng nao lâng lâng sao xuyến đến ngập lòng. Ngày đám cưới đưa tình ta lên ngôi cao thắm trầu xanh đẹp duyên đôi lứa. Rộn ràng kiều rước dâu về dinh, ngân gian xa xa câu hát thăm đường tình. Tình kết trái đắm trời xanh non thơ, kỷ niệm xưa thật rồi như ta ước mơ. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, tóc cô dâu ta xuống kết bông 10 giờ, bên chú rể lên trần che lỏng vàng lá chuối, xây tổ ấm nguyên hương mơ ước ngày nên đôi. Mỗi tờ duyên từ nay gắn bó trầu cao, đến trăm năm thủy chung sắc son bạc đầu. Gian khó vẫn không sợ, ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu. Rộn ràng hạnh phúc đang tràn dân, nồn nao lần lần sao xuyến đến ngập lòng. Ngày đám cưới đưa tình ta lên ngôi cao thắm trầu xanh đẹp duyên đôi lứa. Rộn ràng kêu rước chúng ta mở thứ nhất trước anh thiếu trận đặt ra làm lễ phải không? Đúng rồi, tiếp đi. Bây giờ mà anh Ngọc còn cháu ra cho họ vô. Có nhà ai kết đèn giàn hoa, phải chăng ngày cưới cô gái nhà bên? Ngoài sân rền vang tiếng pháo, người đi đều khoe sắc áo đến chung niềm vui. Đám cưới người ta sao thật là vui, kìa xem chàng trai đi đón nàng dâu. Vòng hoa từ tay chú rể tròn lên người cô dâu mới làm lễ tơ hồng. Bao giờ đến ta kết hôn? Sao anh chưa lo dạm hỏi? Em đồng ý chưa? Đồng ý rồi. Hỡi em về dò ý mẹ cha, rồi anh đem chầu cau mai mối. Đứng trước ngày vui thấy lòng nôn nao, mình 3 ngày nữa hỏi cưới làm chung. Mình không cần lo cưới lớn, chỉ trao lời nhau tuyên bố cùng kết duyên đời. Riêng về cái vấn đề này thì như mình cũng rồi tất cả các cái
mà chúng tôi sắp sửa dâng lên quý vị, là chúng ta xin quý vị có ý lòng ý để sắp xếp tất cả các nghi lễ không biết chưa hết, chúng tôi cũng xin thành thật như vậy. Giờ cổng tôi có cái lễ trình. Trước khi có trận này thì tôi xin nói trước mấy ý thế này để cho bên chỗ bên chủ hôn mấy anh đó là chủ động. Thì người ta nói là đáo xứ là tùy nhân mà, đáo gia thì tùy tục, coi tập quán của địa phương ở đây. Thì có những cái thì tôi cũng nắm được, tại vì tôi có người đi đám này kia thì cũng mình cũng biết được tập quán địa phương. Thì mỗi nơi có cái tập tục khác nhau. Thì do đó thì chắc lẽ cái này cũng xin lỗi anh, tôi chỉ thăm mưu cho anh thôi. Để hỏi tay anh gợi ý, có gì cũng hỗ trợ cho anh để mình làm cái lễ để chuẩn bị có lẽ ông bà. Thì đầu tiên nhất là theo cái truyền thống ở đây thì mình trình cái lễ trước để một bài trí mình cầu. Ngày hôm nay anh đã ở đây bước bên cạnh em, cầm tay em giữa lời hát vang mừng ta hạnh phúc. Lòng vui lắm em biết không em, hôm nay anh đã là chú rể, được yêu em và được em yêu còn gì vui bằng. Nhiều năm qua anh đã ước ao có ai kề bên, cùng chia nhau ngọt bùi đắng cay buồn vui cuộc sống. Và em đến như nắng lung linh, em đã cho tim anh rung động, em xua tan những ngày buồn chán cô đơn của anh. Ngày hôm nay anh là chú rể sẽ đeo cho em chiếc nhẫn chân thành, ước mong rằng hai chúng ta không thể xa cách. Hãy cho anh những ngày hạnh phúc và những đứa nhóc bé nói cười dưới ngôi nhà nhỏ xinh của hai chúng ta. Ngày hôm nay anh là chú rể khẽ hôn đôi môi ấm áp em cười giữa bao người đang chúc cho ta ngày hạnh phúc. Cảm ơn em đã là cô dâu và cảm ơn em vẫn luôn bên cạnh, cầm tay anh đi chung đến cuối cuộc đời. Chia nhau ngọt bùi đắng cay buồn vui cuộc sống. Và em đến như nắng lung linh, em đã cho thế nào đó thì bên đây là nhìn mẹ ngắm thôi, nhìn mẹ rồi. Bây giờ có còn một cái nữa thì chắc tôi nói cái sau cùng anh này cũng xin phép hai chị nha, chắc kêu chị được là phải không? Dạ. Đúng ra cái này tại vì cái tập quán mình đây mà nếu có được cái mẹ chồng thì hay nhất. Bây giờ chứ bà nội hay bà ngoại mẹ có cao nhất mà, nhưng mà cái giờ trên đó đến thế nào đó biết có được cho mình, có được cho mình làm cái lễ gì không, không có đổi gì không, thì tôi cũng không nắm được cái chương trình này, tôi sẵn tay rồi tôi cũng nói luôn, bây giờ đến mình nói này,
thì có nghĩa là hai bên đó thì chẳng lẽ là vua gia là không biết với nhau, tức là hai bên là không biết nhau, không bắt nhau, một bên không rể, vua gia không biết mà chẳng là hai vợ đâu, bên cha mẹ bên chồng thì cũng cũng được, hoặc muốn về với lại cha mẹ bên nay thì cũng tốt, hay hoặc là nếu nó không sống cha mẹ chồng cha mẹ vợ thì nó không sống riêng. Đó, có lẽ là cũng tùy do nó quyết định, phải đúng vậy không anh? À, thì cái này tôi cũng xin nói trước, để sau khi đó, giờ tôi cũng rước dâu về, chắc nó phải phải ở phục cùng cha mẹ suốt cuộc đời đó, ví dụ như vậy ha. Trời ơi, đám cưới nhà ai mà vui. Trời ơi, làm gì chen lắm như vậy? Lại có gì đâu coi. Trời ơi, ông cũng chen vậy. Trời ơi, xích ra coi. Đám cưới, trời ơi, đám cưới quá trời lớn luôn. Ý mèn đát ơi, cô dâu quá trời dễ thương, mà chú rể cũng đẹp trai. Phải chi tôi được làm chú rể? Chàng vô duyên. Ý thôi, tới dự đám cưới chứ. Đi đi. Ủa, mà đám cưới này mình có quen không vậy? Người ta có mời mình không cả? Kệ, không mời cũng tới dự. Trước lạ sao quen, cháp trước cái đã. Nghe xôn xao xóm tên làng bên, ôi vui ghê rước dâu miệt vương, kỳ màu son tươi chiếc áo cô dâu nắng che lòng mới vô vàng lăng xăng, chú quay phim màu, cô cô thì làm nghiêm, cô cô thì cười duyên, ôi xôn ghê có ban nhạc ca rước dâu về nhà. Bà con lối xóm rú nhau thật đông để nhìn mặt cô dâu kia, đôi quyến ương xứng đôi vừa lứa nét son môi cười, mái tóc bạc phơ và nheo mắt tăm tắt ngời khen, mây thổ được xem chiếc áo thời trang chen áo cuối ngày xưa. Em ơi em có chi mà buồn so, khi ra viên tới phiên cái tụi mình còn chờ đôi bên mai mối đưa tình đính hôn ngày cưới. Kìa kìa em xem, áo xanh đỏ vàng nè, có ô dù che, nó nghiêng bài thơ, trông xa như bướm bay vườn hoa thước tha vào nhà. Vui ơi vui, vui quá là vui, trời ơi vui, vui thiệt là vui. Trời ơi, anh Bảy, anh làm gì mà đám cưới tụi nhỏ mạnh rên dữ vậy anh Bảy? Tôi vừa rên nào để tôi thấy tụi nhỏ đám cưới vui quá, tôi định ca rồi đó. Ông mà màn ơi, đám cưới lớn quá vậy chắc tối nay cô dâu với chú rể mệt dữ rồi nè. Anh sao kỳ quá vậy? Tụi nhỏ nó lo nó đãi bàn tiếp đãi khách khứa nó mệt chứ có gì đâu. Tôi sợ mệt rồi đó, mỏi. Nghe xôn xao xóm trên làng bên, ôi vui ghê rước dâu miệt vương, kỳ màu son tươi chiếc áo cô dâu nắng che lòng mới, vô vàng lăng xăng chú quay phim màu, cô thì làm nhịp ý, có cô thì cười duyên, coi xóm ghê có ban nhạc ca rước dâu về nhà. Bà con lối xóm rú nhau thật đông để nhìn mặt cô dâu kỳ, đôi quyến ương xứng đôi vừa lứa nét son môi cười, mái tóc bạc phơ cụ già nheo mắt tăng tắt ngời khen, mới thổ được xem khi cáo thầu trang kia bao cuối ngày xưa. Em ơi em có chi mà buồn so, khi ra viên tới phiên cái tụi mình còn chờ đôi bên mai mối đưa tình đến hôn ngày cưới. Kìa kìa em xem, áo xanh đỏ vàng nè, có ô dù che, nó nghiêng bài thơ, trông xa như bướm bay vườn hoa thước tha vào nhà. Lũ bạn trai tinh nghịch đùa dai, câu bông đùa hồng đùa. Giáo chúng tôi trước hết con dâu bước vào nhà chồng thì gia đình chúng tôi cũng phải làm nghi thức lễ gia tiên.
Vâng, thì xin ra kính mời quý vị chúng ta đứng hướng về bàn thờ để chúng ta dâng lời tạ ơn. Và mẹ Maria, gia đình chúng con xin dâng lên Thiên Chúa và mẹ Maria những nén hương trầm để tỏ lòng thành kính và tri ân. Và chúng con cũng xin dâng lên Chúa và mẹ đôi tân hôn này là con cháu của chúng con. Xin Chúa và mẹ ban muôn ơn này trong bàn tay quan phòng của Chúa và mẹ. Các cháu vãi nhang trước bàn thờ Thiên Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm kiến hồn con, ban xuân cho con hồng ân trang chứa, trao rồi cho đáng ngồi thánh người. Lắng nghe lời Chúa. Bài trích sách Huấn Ca: phúc cho người chồng có được người vợ hiền, vì sẽ được sống gấp đôi. Người vợ mạnh khỏe là niềm hân hoan của người chồng và sẽ sống trong yên hàn. Một người vợ hiền là gia sản quý giá, nàng sẽ được ghi vào sổ những kẻ kính sợ. Tin lời Chúa. Xin dâng lời ca ơn tạ hồng ân Thiên Chúa. Xin dâng lời ca ơn lên hoa theo tiếng á dâng lên đôi bàn tay Chúa lớn được còn. Xin dâng lời ca ơn tạ thì có tổ có tông, con cháu thì phải có ông có bà. Trước bàn thờ Thiên Chúa, gia đình chúng con hôm nay rất vui sướng được sự dạy dỗ công lao của đấng tin tổ đã dựng lên chúng con. Nâng chén đồ xuống muôn nhà, dùng mẹ cha ngày tháng an hòa, bao dòng nhà đơn trai lớn ngon. Xin cho con ở giữa gia đình, sống làm sao để là thân tình, ơn biển trời cao trong. Bác muốn nói với hai con công ơn dưỡng dục của cha mẹ đôi bên đặc biệt. Đặc biệt nhất là ba mẹ của cháu Chí Khương đã nuôi dưỡng con của mình đến giờ này trưởng thành. Sự trưởng thành là do quyết định hôn nhân của hai cháu, được sự cộng tác thương ban của bố mẹ các cháu, ông bà nội ngoại đôi bên được chấp thuận. Hôm nay bác rất vui mừng và muốn hai cháu cháu dâu ôm lấy mẹ và cháu trai ôm lấy bố của cháu để tỏ lòng biết ơn công ơn dưỡng dục sinh thành của cha mẹ có được có ngày hôm nay. Vâng, thế chúng ta cũng đã vừa chứng kiến tất cả mọi sự mà công ơn dưỡng dục của cha mẹ đối với các cháu, rồi cái sự hiếu thảo của các cháu đối với cha mẹ,
các cháu bây giờ cũng chẳng biết nói gì và chỉ biết ôm lấy cha lấy mẹ để cảm ơn cha mẹ. Vâng, thầy cũng xin được kính mời quý vị ta cùng an tọa và chúng ta uống nước uống thuốc để chuẩn bị cho cái tịch mời. Biêu bà có chỉ phép được hướng dẫn các cháu đến lễ quý cụ quý ông bà, vì gia đình muốn cho cháu xin tấm hình để làm kỷ niệm, xin kính mời quý ông bà lên mừng để cho cháu xin tấm hình kỷ niệm. Mời bà chủ. Không biết được bà xin mặt không để còn thay lời cho hai cháu chân thành cảm ơn bà ngoại rất nhiều và đã cho cháu lời khuyên thật tốt đẹp cho cuộc đời hôn nhân của hai cháu. Còn thay lời cho hai cháu chân thành cảm ơn quý ông quý bà rất nhiều cho cháu nhiều khuyên thật tuyệt vời trong đời hôn nhân. Anh bên em ta sẽ luôn như hôm nay và anh chỉ cần có thế. Nếu đến lúc hai ta giận hờn nhau, hãy yêu thương không như những phút đầu. Em hãy cứ tin rằng vậy nhớ mai là anh sẽ không nghi ngờ tình ta chớm tan. Anh sẽ không bao giờ để em rơi nước mắt.
anh sẽ không bao giờ, anh sẽ không bao giờ để em buồn, dù chỉ là vài giây. Anh sẽ lặng im như khi em hay cáu gắt. Anh sẽ yêu em hơn bản thân anh hứa chắc. Anh sẽ mãi mãi là, anh sẽ mãi mãi là la 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 la. Marry me, just marry me. La 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 la. Marry me. La 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 la. Sáng thức cùng giờ đi làm chung một đường, ăn chơi cùng ngày đêm ngủ chung một giường. Tương lai to bự cùng nhắm về một hướng, hai ta sẽ là một cặp vợ chồng không tầm thường. Cưới nhau vì nhau thấy gì khó quá trầu quà. Chuyện lớn nhỏ cứ để anh em không cần lo xa. Giận cứ nói thẳng anh để em là cho đã. Bao nhiêu đó là đủ, thôi đi nha. Mỗi khi em buồn anh sẽ tự nguyện vào vai thần thánh. Mang đi nỗi lo trên trời dưới đất mà không cần cánh. Còn chán thì anh sẽ tự nguyện nhập vào vai chân thành. Hãy nào sáng lên chỉ để nụ cười em luôn gần anh. Sẽ em chỉ mới bây giờ đã thấy rằng I miss you. Muốn nói với em một câu thật lòng là I miss you. Hôm nay bất chấp tất cả anh muốn nói với em là em ơi, I wanna marry you. Anh sẽ không nghi ngờ tới tình ta chấm tan. Anh sẽ không bao giờ để em rơi nước mắt. Anh sẽ không bao giờ, anh sẽ không bao giờ để em buồn, dù chỉ là vài giây. Anh sẽ lặng im như khi em hay cáu gắt. Anh sẽ yêu em hơn bản thân anh hứa chắc. Anh sẽ mãi mãi là, anh sẽ mãi mãi là la 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 la. Chúc mừng cho hai gia đình trong ngày vui hôm nay. Thông gia luôn luôn được bền chặt trong cái tình thông gia, và cho hai em mãi mãi sống trọn vẹn cái điều mà hai em cam kết trong việc cử hành bí tích hôn phối ngày hôm qua. Giờ đây chúng ta xin Chúa chúc lành và thánh hóa cho bữa ăn của chúng ta. Nhân dân Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Chúa, xin Chúa chúc lành cho chúng con và những quả ăn mà do lòng Chúa yêu thương ban cho chúng con, khi chúng con cùng nhau chia sẻ niềm vui của tiệc cưới hôm nay. Như khi xưa Chúa đã hiện diện tại tiệc cưới Cana và Chúa đã đem đến niềm vui viên mãn cho gia đình chủ hôn và cho đặc biệt là cho hai em, cho đôi hôn phối tại tiệc cưới Cana. Giờ phút này chúng con cũng xin Chúa chúc lành và tiếp tục đổ muôn ơn xuống trên hai gia đình và đặc biệt là trên hai em, để xin cho hai em luôn luôn sống trọn vẹn điều mà hai em cùng nhau cam kết sống bí tích hôn phối một cách trọn vẹn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhân dân Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Cầu chúc tất cả chúng ta ăn thật là ngon, uống bia thật là mát, mát cho đến tận linh hồn. Chào đón toàn thể quý vị khách quý có mặt trong buổi tiệc cưới ngày hôm nay để chúc phúc cho đôi lương Chí Cương và Kim Ngân. Lời nói đầu tiên cho phép anh em ban nhạc Đức Huy và thay lời cho gia đình ông bà chủ hôn sẽ được gửi đến toàn thể quý quan khách lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhé. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý, tình yêu là một món quà diệu kỳ mà cuộc sống ban tặng cho mỗi con người của chúng ta. Tình yêu là một cánh cửa bí ẩn mà ai ai trong chúng ta đều muốn chạm tay vào. Bốn mùa trôi qua, dẫu là thu sang, xuân về hay đông tới, chỉ cần có em bên anh đã là tất cả. Anh từng mơ ước chinh phục cả thế giới, nhưng thu gọn lại trong tầm mắt, thế giới của anh chính là em. Anh chân quý khoảnh khắc nắm lấy tay em, được ôm em trong vòng tay thật chặt, được đồng hành cùng em đi suốt thế gian này. Ngày hạnh phúc trọng đại, xin mời toàn thể quý quan khách cùng hướng mắt về phía cổng hoa, vang lên một tràng pháo tay nồng nhiệt thay cho lời chúc mừng chào đón chú rể và cô dâu. Sân khấu là chú rể Trần Chí Cương và cô dâu Nguyễn Thị Kim Ngân. Chúng ta đã nhận ra rằng cô dâu Kim Ngân chính là một nửa hạnh phúc của cuộc đời anh, là nửa trái tim mà bấy lâu nay anh vẫn luôn kiếm tìm. Họ nguyện từ đây chung sức, chung lòng, chung chăn, chung gối, chung phòng, chung màn, chung muôn lời thở tiếng than, chung luôn hạnh phúc với một đàn con sinh. Ngày hạnh phúc này xin một tràng pháo tay lớn hơn nữa để chào đón đôi lương là người hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay.
quý ông bà là đấng sinh thành yêu thương. Ngay lúc này đây xin được trân trọng mời về sân khấu quý ông bà là song thân phụ mẫu của cô dâu và chú rể. Đầy đủ cô dâu chú rể và quý tộc của nhà gái nhà trai. Ngay lúc này đây để đáp lại tấm chân tình yêu thương của toàn thể quý quan khách đã mất chút thời gian quý báu cùng với tất cả tấm lòng yêu thương chúc phúc cho đôi bạn trẻ, thì lúc này đây cô dâu chú rể cùng hai bên gia đình xin nghiêng mình cúi chào gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý quan khách trong ngày hôm nay. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu về phía quý tộc nhà trai, ông bà trưởng họ Vero Trần Văn Minh và Anna Phạm Thị Huyền Trang. Đồng trân trọng giới thiệu về phía quý tộc họ nhà gái, ông bà Nguyễn Hữu Thành và Nguyễn Thị Thanh Hoa. Xin một tràng pháo tay nồng nhiệt để chào đón hai gia đình. Chảy sâu trong từng huyết quản một thứ tình cảm chân quý hơn cả, đó chính là tình thân. Trong ngày trọng đại hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng kính mời về sân khấu đại diện của hai họ. Ông Trường Kỳ là đại diện họ nhà trai và ông Hai Bé đại diện cho quý tộc nhà gái cùng tiến về sân khấu. Trước hết con xin thay mặt cho quý tộc họ nhà trai xin gửi đến cha chánh xứ, ban thường vụ giáo xứ cùng quý thân tộc họ nhà gái cùng toàn thể quý hội hôn lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Vâng, trọng kính cha chánh xứ, kính thưa quý tộc của họ nhà gái, kính thưa toàn thể hội hôn, hôm nay gia đình chúng con thật vui mừng, tạ ơn Thiên Chúa, tạ ơn mẹ Maria đã thương ban cho gia đình chúng con được có dâu hiền và quý tân tộc họ nhà gái có rể thảo. Chúng con rất tạ ơn Chúa và mẹ Maria đã thương ban cho quý hai dòng tộc chúng con điều cao quý này. Hôm nay gia đình chúng con rất long trọng được chào đón cha chánh xứ, quý vị ban thường vụ giáo xứ cũng như quý chức của các giáo họ, các hội đoàn cùng toàn thể quý hội hôn, đặc biệt nhất là quý thân tộc của họ nhà gái đã cất bước tới đây vì con vì cháu, đưa các cháu tới đây để cùng dự buổi tân hôn của gia đình ông bà trưởng Minh hôm nay. Trước hết con xin được chân thành cảm ơn cha, cảm ơn quý chức ban thường vụ giáo xứ, quý chức của các giáo họ, các hội đoàn cùng toàn thể quý vị đang hiện diện. Con rất cảm ơn và cảm ơn rất nhiều sự thương ban của cha chính xứ. Chiều hôm qua đã thương ban bí tích hôn phối, bí tích rửa tội, bí tích thêm sức cho cháu Ngân. Chúng con rất hân hạnh và tạ ơn Chúa rất nhiều về hồng ân này. Vâng, vậy giờ đây gia đình chúng con cũng xin được kính chúc cha chánh xứ, quý chức cùng toàn thể quý vị một bữa tiệc ngon miệng với gia đình chúng con. Chúng con xin được chân thành cảm ơn. Kính thưa cha chánh xứ, kính thưa cô bác lớn quý tộc ở bên chủ giá như bên chủ hôn, tôi xin đại diện cho bên chủ giá, hôm nay là ngày 15 tháng 5, những ngày lành tháng tốt mà bên họ nhà gái chúng tôi đã đưa cháu dâu về đây
để làm một cái lễ thành hôn cho hai cháu. Có sự hiện diện của cha chân sứ và cô bác lưỡng quý tộc hai họ cũng như quý quan khách đã ủng hộ chúng tôi trong lúc làm lễ. Chúng tôi xin thay mặt cho gia đình bên chủ giá xin chân thành cảm ơn cha chân sứ và toàn thể thanh tộc bên chủ hôn và mọi người quan khách, xin chân thành cảm ơn. Cuối cùng xin không có gì hơn, xin thay mặt cho bên chủ giá xin có đôi lời xin kính chúc cha chánh xứ và toàn thể quý khách dồi dào sức khỏe hạnh phúc, xin chân thành cảm ơn. Dạ, sau cùng cũng có một cái đôi lời muốn nói lên đây. Dạ, kính thưa cha, kính thưa quý vị quan khách, chúng tôi là bên họ nhà gái đã đưa cô dâu về đây suốt một quãng đường dài. Đó là một việc đường đi đưa cô dâu đến đây. Đây muốn nói lên qua một công sanh thành nuôi dưỡng của cha mẹ đã nuôi con đến lúc trưởng thành, đến khi xây dựng cho cháu được thành vợ thành chồng, chắc chắn cũng có một những gì sơ sót mà cháu chắc lẽ không hài lòng trong cái việc làm dâu cho bên nhà chồng. Nếu có gì sơ sót trong việc là chăm sóc thì cũng mong gia đình bên nhà chồng kể từ đây chứ hết cuộc đời của cha mẹ của bên nhà chồng hết sức là chăm lo cho cháu để cho cái cháu được hạnh phúc. Một lần thứ hai là tôi muốn nói lên đây là cộng sinh quá trình lên có sự chứng kiến của cha và toàn thể quý khách. Sau khi hai bên đã đến nước với nhau thì hai cháu được sống bên chồng hoặc sống bên vợ hoặc là sống riêng tùy theo ý muốn của hai cháu. Thì đây tôi muốn nói lên để có cha và mọi người chúng ta cùng thông cảm cho hai cháu. Xin một lần nữa xin cảm ơn. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý, có lẽ yêu thương chính là những cung bậc cảm xúc mang con người của chúng ta tràn đầy năng lượng và đồng hành với nhau trong suốt quãng đời bền bỉ và gắn kết hơn. Ngay lúc này đây để khởi đầu cho một cuộc sống đầy yêu thương, xin mời cô dâu và chú rể tiến lên tháp tình yêu, cắt bánh kem ghi dấu ngày hạnh phúc. Chiếc bánh ngọt ngào cũng minh chứng cho tình yêu đồng đầy và đắm say của đôi nương. Có vần thơ nói rằng anh say mất tình em trong khóe mắt, say hương thầm trên mái tóc tơ nhung. Tình trao đồng thắm duyên về với nhau, cùng chúc mất đến mai sau, thủy chung chung thủy bên nhau trọn đời. Phút giây đồng đàn này sẽ còn kéo dài mãi. Trong tay những yêu thương nồng say khi bên nhau làm sao dẫu dây này niềm vui khi bên nhau có bao nhiêu buồn lo an đi dâng rượu lên quý tộc nhà trai. Thân yêu.
Ngày hôm nay xóm mình thiệt là vui, đám cưới nhà bên rước dâu rộn ràng. Nhìn ông Tư ông cười rất tươi, hôm nay là ngày cưới vợ cho thằng Sáu. Kìa cô dâu dịu dàng lại nết na, cô bác đều khen chúc nhau ly rượu mừng. Bà ba khoe có được càng rễ ngoan, bà với ông Tư giờ đã chính thức được làm sư. Một hai ba vô vô vô, 100% ta chúc mừng cô dâu mới, vô 100% ta chúc mừng chú rể ngoan. Cầu cho hạnh phúc ấm no, chung sức chung lòng đường đến tương lai. Một hai ba vô, ba hai một vô, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn gái, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn trai. Cầu cho hai họ sống vui, cháu con đây đàn làng quê thêm rộn ràng. Ngày hôm nay xóm mình thiệt là vui, ông Tư quá vui nên uống rất nhiệt tình. Còn bà ba chơi thiệt là hết ga, lâu lâu có một ngày phải uống cho thiệt đã. Tình quê hương đúng thiệt là dễ thương, đám cưới nhà quê xứng danh miệt vườn. Lòng nôn nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình cũng thiệt là linh đình. Ngày hôm nay xóm mình thiệt là vui, đám cưới nhà bên rước dâu rộn ràng. Nhìn ông Tư ông cười rất tươi, hôm nay là ngày cưới vợ cho thằng Sáu. Kìa cô dâu dịu dàng lại nết na, cô bác đều khen chúc nhau ly rượu mừng. Bà ba khoe có được càng rễ ngoan, bà với ông Tư giờ đã chính thức được làm sư. Một hai ba vô, vô 100% ta chúc mừng cô dâu mới, vô 100% ta chúc mừng chú rể ngoan. Cầu cho hạnh phúc ấm no, chung sức chung lòng đừng đến tương lai. Một hai ba vô, ba hai một vô, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn gái, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn trai. Cầu cho hai họ sống vui, cháu con đây đàn làng quê thêm rộn ràng. Ngày hôm nay xóm mình thiệt là vui, ông Tư quá vui nên uống rất nhiệt tình. Còn bà ba chơi thiệt là hết ga, lâu lâu có một ngày phải uống cho thiệt đã. Tình quê hương đúng thiệt là dễ thương, đám cưới nhà quê xứng danh miệt vườn. Lòng nôn nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình cũng thiệt là linh đình. Lòng nôn nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình cũng thiệt là linh đình. Hãy yêu anh và bên anh người nhé.
thật chặt, giữ tay anh thật lâu. Hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi. Thì em yêu ơi, xin em hãy cứ tin, nắm tay nhau thật chặt, cùng giữ tay nhau thật lâu. Để hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Ngày ta sánh đôi, hạnh phúc nói cười, chỉ mong thế thôi. Đến tận cuối cùng, từng giây phút trôi, ánh mắt rạng ngời, cầm tay bước đi, tiếng yêu cất lời. Và anh cảm ơn cuộc đời này đã mang em về bên mình, để rồi mỗi sớm mai khi thức dậy, anh nói rằng hãy yêu anh và bên anh người nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu. Hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi. Thì em yêu ơi, xin em hãy cứ tin, nắm tay nhau thật chặt, cùng giữ tay nhau thật lâu. Để hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu. Hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi. Thì em yêu ơi, xin em hãy cứ tin, nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu. Hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Thank you.